Truy cập ngay ninja.higame.vn để chiến game ngay hôm nay. Là một vị tướng gắn liền với tên tuổi của một huyền thoại. Khi nhắc tới Lập Lăng, người ta thường nghĩ ngay đến một cái tên mà không ai không biết, Faker. Ở chiều hướng ngược lại, kẻ lừa đảo cũng từng một thời nổi đình nổi đám trong tay thánh troll Sip HD, làm xe đắm biết bao con tim. Chính vì có một sợi dây liên kết với rất nhiều game thủ nổi tiếng, cùng bộ kỹ năng được đánh giá là lừa tình bậc nhất, Lập Lăng luôn giữ được độ hot của mình dù có trải qua biết bao phiên bản tăng giảm sức mạnh. Hôm nay hãy cùng xem game.com tìm hiểu top những sự thật thú vị về Lập Lăng, ảo thuật gia vĩ đại nhất liên minh nhé! Thông tin cơ bản về Lập Lăng. Xuất hiện từ rất sớm trong liên minh, Lập Lăng là tướng được thiết kế bởi Cronach, người đã từng thiết kế cho rất nhiều tướng khác như Akali, Lee Sin, Olaf. Cô nàng còn được lồng tiếng bởi Carrie Caronan, một diễn viên lồng tiếng kỳ cựu ở Mỹ, người từng tham gia lồng tiếng cho nhiều tựa phim như Yu-Gi-Oh!, Pokemon, Naruto và cả Lux Thập Đại Nguyên Tố nữa. Về ngoại hình, Lập Lăng có một thân hình khá cân đối, nặng 54kg, cao 1m67. Tuy nhiên về phần tuổi tác, vì ả đã bắt đầu xuất hiện vào lúc Mordekaiser cai trị từ rất lâu. Vì vậy, Lập Lăng có thể đã lên đến hơn 1.100 tuổi. Tuy vậy, tuổi của ả được cố tình che giấu và Lập Lăng hiện tại cũng có khả năng chỉ là cái bóng còn lại của đạm nữ đầu tiên. Lập Lăng có nghĩa là màu trắng trong tiếng Pháp. Tuy nhiên, tên thật của tướng này là Evani. Nguyên mẫu của Lập Lăng có thể là từ nhân vật cùng tên trong tựa game Final Fantasy X2. Nhân vật này cũng có khả năng đánh lừa đối phương bằng khả năng biến ảnh ảo diệu của mình. Điểm nhấn xuất hiện trong câu chuyện. Không phải ngẫu nhiên mà Lập Lăng lại trở thành một người có thể thao túng cả một nền chính trị như Naxos. Với sự mưu mô, Lập Lăng khoác lên mình vẻ ngoài vô cùng bí ẩn cùng những nhân dạng khác nhau tạo ra bằng ma thuật hắc ám của bản thân. Trong nhiều thế kỷ, Lập Lăng đã bí mật làm cố vấn cho các phái đoàn ngoại giao, xuất hiện cùng lúc ở nhiều quốc gia, dùng các ảo ảnh để biến trật tự thành hỗn loạn. Cô không ngại phản bội bất kỳ ai và đã đẩy Runeterra tới ngưỡng đại chiến không biết bao lần. Sau khi phản bội lại hoàng đế cũ, Mordekaiser, Lập Lăng tiếp tục hoạt động cùng giáo hội Hoa Hồng Đen nhằm thao túng Boram Darkwill, vị hoàng đế mới của Noxus. Đầu độc tâm trí hắn bằng những ảo ảnh về sự bất tử của bản thân, Lập Lăng dần có được quyền lực, nắm hoàng đế trong tay và lần lượt tiêu diệt những kẻ trung thành với đế chế, trong đấy có cả Swain. Thế nhưng sau khi học hỏi được ma thuật trong pháo đài hắc ám, Swain trở lại một cách đầy mạnh mẽ và lật đổ được vị hoàng đế mà hắn từng tôn thờ phục vụ. Giờ đây với kẻ thù mới, Lập Lăng đang chuẩn bị kế hoạch để có thể lật đổ cục diện tam cực và chính Swain nhằm lấy lại quyền lực về tay mình một lần nữa. Mối quan hệ của Lập Lăng với các tướng trong liên minh. Là một người đã gia nhập câu lạc bộ những bô lão sống hơn 1.000 năm trên Runeterra, Lập Lăng nghiễm nhiên có rất nhiều mối quan hệ với các tướng, thậm chí đó có thể là kẻ thù của cô. Ngay từ những ngày đầu xuất hiện, Lập Lăng từng bị ép buộc phải phục vụ dưới trướng Mordekaiser, cho đến khi ả ta lên kế hoạch lật đổ hắn. Sau đấy, Lập Lăng lập ra hội Hoa Hồng Đen và trở thành người đứng đầu. Trong đó có các thành viên đã lộ diện là Elis, Vladimir và Cassiopeia. Vladimir là một thành viên đặc biệt hơn cả khi hắn cùng Lập Lăng đã lập liên minh hàng thế kỷ và cả hai đều là lãnh đạo của hội. Nhưng hiện tại Vladimir đang lên kế hoạch cắt đứt hợp tác với Lập Lăng, có lẽ do những bất đồng quan điểm trong cách vận hành cũng như sự bí ẩn của người đàn bà này. Và cuối cùng là với Swain, đối thủ, thiên địch, kẻ tử thù của Lập Lăng. Swain từ trước trận chiến sống còn ở Ionia luôn bị điều khiển như một quân cờ mà không hề hay biết. Mặc dù Swain đã chính tay giết Lập Lăng trước công chúng, thế nhưng hắn lại không biết đây chỉ là một màn ảo thuật được người đàn bà này vẽ ra để có thể đánh lừa hoàng đế. Sau khi bị đày đọa, hiện tại Swain có vẻ đã nắm được hành tung của Lập Lăng và không còn bị thao túng như trước. Ngoài ra, thanh kiếm của Riven đã được chính tay Lập Lăng phù phép.
và có khả năng ả đang cố gắng lấy lại nó. Câu thoại tương tác đặc biệt của LeBlanc. Cùng với nhân dạng của mình, LeBlanc được Riot thiết kế với rất nhiều câu thoại cùng tông giọng tương đồng một ảo thuật gia. Những câu châm biếm của LeBlanc: For my next trick, I'll make their life bar disappear. Đối với trò lừa sau đây, ta sẽ làm thanh máu của Mi bay màu. Liên quan tới ảo thuật sân khấu, Kefka từ Final Fantasy 6 hoặc bản trước khi ra mắt chính thức của mô phỏng, làm cho thanh máu của bản thân và đồng minh trở nên vô hình với kẻ địch. Ngoài ra, LeBlanc cũng có rất nhiều câu thoại lấy cảm hứng từ những nguồn khác. Lying is like 95% of what I do. Lừa dối là kiểu 95% những gì ta làm thôi. Có thể liên quan đến phim hoạt hình Archer. Hay câu thoại Surprised to see me. Bất ngờ khi thấy ta chứ. Có thể liên quan tới đặc vụ Smith từ The Matrix Reloaded. Và câu Vẻ ngoài cũng có thể là lừa gạt đấy. Có thể liên quan tới chủ đề một bài hát trong một vở kịch của Shakespeare, The Tragedy of Macbeth. Những điều thú vị về LeBlanc. Là ái nữ gắn liền với tên tuổi cũng như sự nghiệp của Faker, LeBlanc nghiễm nhiên có rất nhiều điều thú vị cũng như sóng gió trong quá trình phát triển. Gây tiếng vang từ khi được Faker dùng trong trận đấu, LeBlanc cùng với Trượng Trường Sinh đã khiến cho các xạ thủ năm đấy một thời khốn đốn. Chính vì sức mạnh hủy diệt, LeBlanc vinh dự trở thành một trong những tướng bị giảm sức mạnh nhiều nhất của Liên minh. Trong đó, lần giảm sức mạnh nặng nề nhất có lẽ là vào phiên bản 4.10, khi Chiêu Quy, dấu ấn câm lặng, đã không còn câm lặng nữa mà trở thành ấn ác ý như hiện nay. Chưa dừng lại ở đấy, LeBlanc còn tiếp tục được lọt vào nhóm cần phải trùng tu trong phiên bản đại cập nhật sát thủ 6.22. LeBlanc vô tình đã bị tước mất đi chính cái gọi là bản năng sát thủ của mình. Kể từ sau đấy, LeBlanc trở nên yếu đuối và khó dùng hơn rất nhiều, khiến cho người chơi không ngừng kêu gọi Riot. Và cho đến bản cập nhật 8.8, cô đã được lùi hóa ngược trở lại như ban đầu. Cùng với Rengar, Kog'Maw, LeBlanc trở thành một trong những tướng hiếm hoi được trả lại bộ kỹ năng cũ sau khi rework. Ngoài ra, Ship HD là streamer rất nổi tiếng với phong cách chơi hài hước và lối lên đồ dị hợm. Tướng tủ được anh thường xuyên dùng đó chính là LeBlanc với hướng lên đồ siêu dị, 6 Trượng Trường Sinh. Tưởng chừng cách lên đồ này không hiệu quả, nhưng Ship HD đã cho thấy độ trâu bò của LeBlanc khi đứng giữa trụ, trêu ngừa đối phương. Hiện tại, tuy Ship HD đã không còn stream Liên minh nhiều nữa, nhưng huyền thoại LeBlanc Trượng Trường Sinh vẫn sẽ còn được lưu truyền rất lâu. Sự thật nổi bật về những trang phục đã ra mắt. Là một tướng có khuôn mặt cũng như thân hình ưa nhìn, không những thế còn gắn với một bộ kỹ năng biến ảo khôn lường, LeBlanc được Riot chú trọng khá nhiều về mặt hình ảnh với rất nhiều bộ trang phục nổi bật hợp với chủ đề một ảo thuật gia. Đầu tiên chính là trang phục mặc định. Ảnh nền trang phục này thực chất là một cú lừa. Thực tế LeBlanc đang trốn thoát đi trong khi ảo ảnh của ả đánh lạc hướng kẻ địch. Với LeBlanc ảo thuật, trang phục này có chủ đề công việc hàng ngày và có chung chủ đề ảo thuật với Twisted Fate, đồng thời có liên quan đến chủ đề ảo thuật sân khấu. Cũng giống skin mặc định, ảo ảnh của ả vừa trình diễn màn ảo thuật, lôi một chú Poro đeo tai thỏ từ mũ ra. Trang phục này cũng có rất nhiều nét tương đồng với Zatanna từ DC Comics. Và đa sắc mắt mèo của trang phục này có tông màu giống với Joker. Với LeBlanc thần rừng, trang phục này có chủ đề Eclipse và cô trông rất giống một fairy, tiên nữ. LeBlanc trong trang phục này cũng khá giống Poison Ivy trong DC Comics. Theo cốt truyện của trang phục thì LeBlanc thần rừng được cho là đã giết LeBlanc tiên hắc ám và cướp đi ma thuật và hình dạng của ả. LeBlanc tiên hắc ám sau đó đã được hồi sinh bởi một vị thần. Nhưng cũng có thể LeBlanc tiên hắc ám chúng ta đang biết hiện nay chính là LeBlanc thần rừng đang giả dạng. Trong khi đó, với LeBlanc siêu máy tính, trang phục có chủ đề siêu phẩm được ra mắt cùng Nami siêu máy tính. Khi biến về, đầu của LeBlanc ở dạng không gian 3 chiều chuyển đổi giữa các skin đã có.
Và cuối cùng là Invictus Gaming LeBlanc. Đây là skin ra mắt để chúc mừng chiến thắng của Invictus Gaming trong giải vô địch thế giới 2018. Trang phục này được đại diện cho Rookie và ý tưởng cho hiệu ứng biến về cũng được chính Rookie sáng tạo cùng chữ ký của anh. Đó là toàn bộ những bí mật về LeBlanc mà bạn có thể biết trong Liên Minh. Đừng quên đưa ra cái tên bạn muốn xuất hiện trong số tiếp theo ở phần bình luận bên dưới nhé!